Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái module, nó là một cái bộ khung. Cái khung này thì các bạn có thể mua về để chế các cái loại xe. Thì ở đây thì trước tiên mình sẽ giới thiệu qua về cái khung này và các kích thước. Tổng thể chiều dài của nó là 1,2 m, chưa gồm khung càng sau, đã bao gồm phần đầu trước. Đấy, bộ này thì thích hợp cho các bạn làm hai bánh trước, một bánh sau, hoặc là hai bánh trước, hai bánh sau đều được. Sở thích mình chỉ lấy cái khung này không thôi, về để cho các bạn là tự phát triển nên cái cái bản sắc riêng của mình. Đấy, nói là bản sắc thì cho nó chuẩn hơn. Các bạn là nếu như mình mua cả cái xe thì nó cũng không mang cái ý nghĩa là sáng tạo, mà mình tự làm từ đầu thì nó cũng rất là khó. Vì vậy những cái nào khó làm thì mình mua, còn những cái phần mang bản sắc của mình thì mình tự chế lấy. Đấy, cái thì ở đây nó sẽ có những cái bạn là không có thời gian làm mà thích mua hoàn thiện về sử dụng thì mình không nói. Nhưng mỗi người chúng ta thì đều thích có một cái gì đấy là của riêng mình, cho nên hôm nay thì giới thiệu đến các bạn cái khung này. Khung này thì nó thích hợp là sử dụng ghi đông, chứ vô lăng thì cũng không phù hợp lắm, bởi vì cái khoảng cách giữa hai bánh là nó hẹp, lái vô lăng là không tiện và độ chính xác là thấp. Đấy, kích thước thì từ phần đầu đến phần mỏm đuôi sau của nó là 1,2 m. Con này thì nó sử dụng một giảm xóc. Đấy, cái khung này thì sử dụng máy xăng máy điện đều được. Đây, đây là cái phần tai giảm xóc. Và cái phần chống xuống khung ấy thì nó sẽ có trên khung. Lát nữa thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là một số cái mẫu khung. Đấy, cái mẫu khung sau. Đây thì các bạn phần ghế ngồi là phần phía trên này rất là dài. Mục đích mình lấy cái loại này nó dài là bởi vì về các bạn có thể lắp ra một cái yên xe nó rất là dài. Đấy, gia đình đi chơi vài người ngồi cũng rất là thoải mái. Đây là phần bắt ghi đông. Đây, nó có một cái lỗ dưới này và một cái phần cố định cái trụ ghi đông lên trên này. Thì đấy là các bạn về có thể tự làm được. Cái này có thể bắt máy lổ hoặc là bắt động cơ điện cũng được. Nếu như các bạn thích làm 4 bánh thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng, đấy là chính là cái phần cái dàn đằng sau như này. Đây nó có cái dàn sau đây. Đấy, phần dàn sau, cái phần này nó sẽ lắp lên một cái cầu có chiều dài là nhiều cỡ khác nhau. Đấy, nó bắt lên đây. Cái phần này thì mình sẽ thêm lông đen hay cái gì vào đấy tùy mình. Đây chính là cái lỗ để nguồn giảm xóc này. Đấy, đây là cái bộ này là dùng cho hai bánh sau, hai bánh trước. Tiếp theo nữa thì để giới thiệu đến các bạn một cái module, đấy là sử dụng một bánh sau, một bánh sau hai bánh trước. Đây, đấy, nếu các bạn thích một bánh sau hai bánh trước thì như thế này. Thì tổng chiều dài xe của nó sẽ lên đến 1,9 m, thân lốp vào nữa thì nó hơn 2 m, rất là dài. Các bạn có thể tự độ cái phần khung càng sau cũng được, nó rất là đơn giản thôi.
mua nó cũng sẽ rất là tốn kém, mà chưa chắc nó đã phù hợp với cái dòng động cơ hoặc cái dòng bánh xe của mình. Cho nên là tôi xin khuyên các bạn là tự làm phần khung đằng sau nó cũng không khó, và giá thành thì nó giảm đi rất là nhiều. Đấy, thì mình không nói đến cái phần khung dàn đằng sau nữa. Mình để này cho các bạn dễ quan sát. Cái phần khung đầu thì bắt chữ A. Đây là một chữ A này. Đấy. Đấy là phần chữ A của nó đây. Đây là cái phần chống giảm xóc này. Đấy, mình mô phỏng như này. Đây là phần các bạn lắp chữ A. Đấy. Thì nó sẽ như thế này. Và cái chiều rộng mà khi các bạn lắp lên chữ A ấy, thì đo từ giữa khung ra như này là 40, là 80. Cái Mayer là thành 87. 87 thì kết hợp cái bánh này nữa thì nó sẽ rộng ra khoảng 1 mét. Thì đối với các bạn muốn hẹp hơn thì các bạn tự làm chữ A đấy. Đấy, thì bên mình có bán những cái rô tin trên, rô tin dưới là bên mình đều bán các bạn nhé. Thì các bạn là tự làm chữ A. Cho nó đẹp. Chiều cao của cái khung chưa lắp bánh. Đây. Phần khung chưa lắp bánh của nó là 60 cm này. Nên đến tận đỉnh của cái chúc vô lăng. Còn nếu mà đến cái phần khung để chỗ ngồi là 40. 40 thì các bạn sẽ tính toán cái bánh xe đường kính bao nhiêu nữa thì các bạn sẽ tính ra. Đấy. Phần dưới này thì nó đều có những lỗ chốt mở này. Các bạn có thể làm cái bệ và những cái này đấy, nó đều có sẵn nha. Bạn có thể làm những cái bệ mở để chân ở đây, mở rộng ra một chút nữa thì đấy là tùy các bạn. Cái video của mình thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.